Nhưng làm thế nào để nó làm mới được sản phẩm? Đúng không ạ? Hôm nay thì nó cho thêm cái vạch này, ngày mai thì nó lại sửa cái cổ to ra, cái cổ bé lại. Khuy thì lúc nó khuy chìm, lúc nó khuy nổi. Đấy, thực tế là như vậy đấy. Và giải pháp thứ hai là mình, bản thân mình này, là phải liên tục đào tạo, liên tục củng cố cho đại lý của mình và cộng tác viên của mình để họ bán được hàng. Bản chất của vấn đề không phải là nhàm chán, bản chất của vấn đề là họ không bán được hàng. Còn họ mà cứ bán hàng tơi tơi ấy, thì chẳng có gì là nhàm chán cả. Công việc của em rất nhàm chán, ngày nào em ngồi được tiền. Quá là chán, nhưng mà cứ mỗi tối cất đi 10 triệu, chán được. Em chấp nhận sống cuộc sống đẻ nhạt như thế. Tối nào cất vào kép 10 triệu tiền lời. Các anh chị, nếu mà công việc của mình đẻ nhạt thế, có thích không? À, thích được đẻ nhạt. Đấy, tôi nói thật, bản chất của vấn đề là họ không bán được hàng. Chứ không phải là vì sản phẩm ít hay thế này thế kia. Một sản phẩm thôi nhưng bán tơi tới vẫn ok. Tôi ngồi nói chuyện với một cặp vợ chồng sinh năm, một bạn ấy sinh năm 92, hai bạn bằng tuổi nhau. Bán đúng một sản phẩm duy nhất là thuốc giảm cân, một sản phẩm duy nhất. Còn đây tôi thấy đây là 5-7 dòng sản phẩm. Lợi nhuận của hai bạn ấy một tháng là 3 tỷ. Tôi nói là lợi nhuận không phải là doanh thu nhé. Lợi nhuận 3 tỷ một tháng. Bán như thế mà người ta vẫn còn ngồi kêu như này, là em cảm thấy không cam tâm. Còn đây mình có khi mình nhiều sản phẩm, chưa chắc mình đã là bán được tốt như vậy đâu. Đấy là cái giải pháp số 2 là bản thân công ty cũng như là đại lý phải liên tục là đào tạo, liên tục chia sẻ. Mình phải hình thành những cái chuỗi các cái bài đào tạo. Ví dụ các bạn thấy không? Các bạn đến đây, các bạn gặp tôi, các bạn đã thấy có mới có độ 2 tiếng thôi, nhưng mà các bạn cũng có cảm giác là thấy có những cái luồng gió mới trong suy nghĩ, trong cách làm. Thế thì cứ liên tục như thế, liên tục đẩy cái truyền cảm hứng này, truyền năng lượng này và truyền kinh nghiệm thì họ sẽ làm được. Bây giờ đại lý của mình đang bán lời được 1 triệu một tháng, hãy đẩy họ lên 2 triệu. 2 triệu một tháng hãy đẩy họ lên 5 triệu. 5 triệu một tháng hãy đẩy họ lên 10 triệu. Tất nhiên không thể nào cứ tăng liên tục như thế mãi được. Nhưng mà mình cố gắng đẩy họ lên thì họ sẽ ở lại với mình và họ sẽ tìm kiếm các cái đại lý mới cho mình. Thế thôi. Còn nếu mà liên tục 6 tháng, 1 năm mình không đẩy lên được thì xin lỗi, có là chị em người ta cũng thôi. Đúng không ạ? Chị em do người ta cũng phải thôi, bởi vì tôi đã rất cố gắng rồi nhưng mà tôi không làm được. Sự nhàm chán đối với một sản phẩm và một thương hiệu là chuyện rất bình thường. Đấy là lý do tại sao mà kể cả các bạn mặc hàng hiệu đấy. Nếu mà các bạn cứ mặc Burberry suốt, các bạn cảm thấy chán, thì các bạn đã chuyển sang các bạn mặc thêm những cái nhãn hiệu mới. Chứ đừng nói là với một cái thương hiệu mỹ phẩm như thế này. Được chưa ạ? Đấy. Có phải có từ hai phía. Phía thứ nhất là phải phía công ty, và phía thứ hai là bản thân mình và đội nhóm của mình. Nếu mà các bạn cứ liên tục hàng tháng, các bạn cứ liên tục, các bạn cứ liên tục hàng tháng, các bạn tự đào tạo cho nhau, đúng không ạ? Còn các bạn mời các chuyên gia về đào tạo, không phải lên Hà Nội, có thể đi các tỉnh. Và tất nhiên đào tạo chỉ là một giải pháp, chứ không phải là tôi làm đào tạo, tôi cứ xui các bạn, cứ đào tạo đi, cứ thuê Phan Anh đi, không phải thế. Đấy là một giải pháp thôi, đúng không ạ? Mình làm mới nhau, mình trò chuyện và mình tham gia từng cái cuộc sống của nhau sâu hơn. Đầu tiên là các đại lý sau này mình bán hàng tốt, mình có thể trở thành các chị em thân thiết thực sự ấy. Đấy, mình quan tâm đến cuộc sống của nhau nữa. Con cái, cháu đi học trường nào, ốm đau như nào mình quan tâm thì người ta sẽ không bỏ mình. Người ta sẽ không bỏ mình. Nhớ chưa ạ? Nhưng mà thực ra chúng ta quá quan tâm đến chuyện này, doanh số. Chúng ta bị áp lực cho nên là đôi khi chúng ta không có thời gian quan tâm đến người khác nhiều. Và khi không bán được là người ta sẽ bắt đầu tinh thần bị đi xuống, cảm xúc bị đi xuống và tình cảm cũng sẽ nhạt nhòa. Có thể về mặt cá nhân thì họ vẫn rất là ok, nhưng mà về mặt công việc họ sẽ bị đi xuống. Và xin mời câu hỏi của chị ở đây ạ. Em chào thầy. Em có một câu hỏi mà hầu như các bạn đại lý và các bạn cộng tác viên hầu như đều mắc phải, đó là
Khi mà tư vấn cho khách hàng rồi, mình đã nắm bắt tâm lý khách hàng rồi, mình chốt được đơn rồi, trước khi bọn em giao hàng, bọn em còn gọi điện thoại, khách hàng vẫn nhận. Nhưng mà đến cái ngày mà khách hàng hàng về tới nơi á, thì khách hàng lại không nghe điện thoại và hầu như không có nhận đơn hàng đó. Mấy ngày sau mình tiếp tục hỏi thăm khách hàng, em vẫn làm và hỏi thăm khách hàng đó, thì khách hàng hầu như xem không có trả lời, em vẫn vô áp dụng, vẫn vô tương tác, vẫn vô hỏi thăm nhưng vẫn không trả lời. Và một thời gian sau thì em thấy cái bạn đó có mua một dòng sản phẩm khác cùng cái công dụng đó luôn, mà bạn đó thật cái sau em mới hỏi là ủa lúc đó tại sao chị sử dụng, chị đặt bên sản phẩm bên em tại sao chị không sử dụng mà chị lại mua một dòng sản phẩm khác. Thì bạn đó mới nói là vì sản phẩm bên mình giá cao quá nên mình không có lấy hàng, không có lấy hàng của bạn. Thì thầy cho em hỏi để làm sao để mình có thể khách hàng không có từ chối sản phẩm của mình, và mình có thể làm sao không có khách hàng không có nói về giá thành của sản phẩm mình mắc. Tại vì em thấy cái dòng sản phẩm của Tramon thực chất nó không có đắt so với các dòng sản phẩm trên thị trường, vì nó là sản phẩm tự nhiên. Thì em cũng có áp dụng là mình có giải thích và phân tích như vậy, nhưng mà khách hàng vẫn nói là sản phẩm của mình mắc. Cảm ơn em. Câu hỏi của em rất là chi tiết, rất là rõ, đưa ra một cái tình huống cụ thể là bây giờ khách là đồng ý mua rồi, tư vấn xong đồng ý mua rồi đúng không, cho số điện thoại, cho địa chỉ rồi, mình gọi ship đến ship thì nó dở cái bài là không nghe điện thoại đúng không. Chắc là nhiều đại lý cũng dính trường hợp này đúng không ạ, tỷ lệ này cũng không thấp đâu, tôi nghĩ chắc phải rơi vào 20-30% số các đơn hàng. Vâng, thế thì về mặt giải pháp nhé, về mặt giải pháp thì có một số những cái giải pháp như thế này. Thứ nhất là mình phải hiểu rằng là cái tỷ lệ đơn hàng hỏng ấy, cái đơn như vậy mình gọi là đơn hàng hỏng, đơn hàng hủy, là nó luôn tồn tại. Nó luôn tồn tại, bạn không bao giờ làm được 100% đơn. Tức là một ngày 10 đơn, đặt là bạn ra giao được 10 đơn và nhận được tiền 10 đơn, không có chuyện đấy. Mình sẽ luôn chấp nhận một tỷ lệ đơn hàng hỏng. Ví dụ, mình chấp nhận nó 10%, 20%. Tất nhiên, mình cố gắng chấp nhận số đơn này càng ít càng tốt để nó giảm chi phí cho mình, được không ạ? Mọi người có thể đặt ra mục tiêu cho mình là 10%, tức là tôi chỉ cho phép 10 đơn đi, chỉ hỏng 1 đơn thôi. Rồi, vậy để không hỏng thì mình phải dùng các biện pháp, đúng không ạ? Là thứ nhất là mình tư vấn rất là chi tiết, đấy, hiểu rõ, hiểu hết rồi. Thứ hai là vấn đề về giá, đúng không ạ? Thì có thể là tôi suy đoán là lúc mà khách hàng đang chat với bạn nha, bạn đấy đang chat với bạn, và tôi tin rằng là bạn đang chat với 2-3 bạn nữa. Đấy là tôi suy đoán, tôi không dám nói là tôi khẳng định, nhưng tôi suy đoán là bạn đấy đang chat với một người bán hàng Tramon, nhưng cũng có thể tại thời điểm đó hoặc sau đó hoặc trước đó là đang chat với Phan Anh Bon chẳng hạn, đúng không ạ? Và cũng sẽ mua, cũng sẽ tìm hiểu, và cái người bán hàng bên kia họ thuyết phục tốt hơn bạn. Tốt hơn có thể là ở cái điểm là gì? Họ xoáy vào cái vấn đề về giá chẳng hạn. Đấy, thì lúc đó, lúc khách hàng đặt mua cho sớm mồm ấy, sau đấy họ nhận ra là mua bên kia hàng cúc thiên nhiên, hàng cúc tự nhiên mà rẻ hơn được 100, 200, 300 gì đó. Và họ là những khách hàng nhạy cảm về giá. Thì khi khách hàng nhạy cảm về giá thì bạn rất khó để thuyết phục họ, bởi vì họ chỉ quan tâm đến tiêu chí đầu tiên là giá, đúng không ạ? Vâng. Thế thì với trường hợp như vậy thì kinh nghiệm là bạn phải soi cái profile của khách hàng kỹ một chút, xem họ có phải là một người mà, tức là ý tôi muốn giải thích là trên Facebook nó cũng thể hiện tính cách của họ khá là nhiều. Ví dụ như bạn, tôi nói ví dụ như bạn vào Facebook của tôi thì bạn thấy tôi nói chuyện rất nghiêm túc, tôi không bao giờ đăng những hình linh tinh, tôi không bao giờ share những chuyện linh tinh, không bao giờ viết những sợi dây tút chửi bới linh tinh. Thì một lời tôi nói là tôi mua là sẽ mua. Còn mà bạn cứ thấy những cái đứa mà nó share toàn cái ba lăng nhăng, tôi chẳng hiểu nó là cái gì cả. Thì những đứa như thế bạn hãy cẩn thận. Tức là bạn có cảm giác ngay từ đầu ấy, giống như là nhìn thấy tôi là rất tin tưởng, còn nhìn thấy một thằng khác là thấy phải tránh xa. Đấy, ý là như thế. Thì mình xem như vậy mà mình sẽ nói, nếu trường hợp đấy mà mình cảm thấy mà hơi có vấn đề ấy, mình cảm thấy thôi, yêu cầu chuyển tiền trước, đặt cọc trước thì mình mới ra làm.
tỷ lệ hàng hoàn thì bắt nó chuyển tiền trước, nó không chuyển đúng không?